Thưa quý vị, cháy nổ luôn là nguy cơ tiềm ẩn, nhất là vào thời điểm cuối năm. Vì đây là lúc người dân thường tổ chức các hoạt động thắp hương, thờ cúng, đốt vàng mã, cùng với đó là nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, khiến lượng điện tiêu thụ tại các cơ sở sản xuất, mua bán cũng tăng theo. Ý thức được nguy cơ này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn chủ động tăng cường công tác kiểm tra, thực tập phương án chữa cháy với phương châm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ xảy ra và nâng cao kiến thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Một buổi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Những ngày cuối năm, lượng hàng hóa về nhiều nhất là tại các gian hàng như vàng mã, quần áo, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Nhìn chung, rút kinh nghiệm từ vụ cháy xảy ra tại đây năm 2015, những tiểu thương đã thực hiện tốt việc sắp xếp hàng hóa, đảm bảo an toàn cháy nổ. Ban quản lý chợ cũng đã tăng cường nhắc nhở chủ cơ sở tắt điện khi ra về và hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay. Bên cạnh một số tiểu thương chấp hành tốt thì cũng có một bộ phận người dân còn lơ là với công tác phòng cháy chữa cháy. Tại một số gian hàng, các tiểu thương sắp xếp hàng hóa che kín lối đi, tủ để các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Với phương châm phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở, lực lượng công an thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề tại các cơ sở kinh doanh, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao và kiên quyết tạm đình chỉ, mạnh tay xử lý các cơ sở vi phạm quy định an toàn cháy nổ. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thành lập các cái tổ kiểm tra, giám sát các cái hộ dân về cái sử dụng bình phòng cháy chữa cháy đã hết thời hạn, đã chỉ đạo công an phường tham mưu kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình nằm trong phạm vi khả năng nằm trong cái điều kiện phường quản lý. Các cơ sở cũng ý thức phòng cháy cháy trong quá trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng mà trong thực hiện vấn đề nó còn những cái yếu tố là cũng như là phát sinh nó ảnh hưởng đến cái công tác an toàn phòng cháy chữa cháy thì chúng ta phải quyết tâm quyết liệt để ngăn ngừa cái sự cố tai nạn, sự cố mà cháy nổ cháy người ra thì chúng tôi quyết liệt tạm đình chỉ và cũng tạo được cái điều kiện cho họ có cái giải pháp để chúng ta thực hiện tốt cái này. Cùng với sự chủ động phòng ngừa của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm phòng hơn chống để mọi người mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn.